kinh cơn điển sắc phong, ngã nhị lan thần dương tiến à. Thủy ngư lộng hành à,
tư. Đầu cáo thiên đình hạ giới thâu à phong à. Này thất tam thiên vương, lòng ta chỉ quyết à. Mau hạ hồng trần à, bắt lấy thiên ngư à, trở lại thiên đình để tình thọ pháp nghiêm minh cùng ma ta. Trứng bắt lội tình tới hãy mau quay về, xin ngày hai đời bước gần chân à. Trên dưới đồng lòng một sức, hạ hồng trần bắt lấy thiên ngư à. Thiên đàn dân giấy họ tiền
tả lễ cầu an. Mừng con ta danh tánh họ Hồ, cùng họ Nguyễn vợ chồng chí thiết, hằng đêm đà xưng tụng đức danh ngài Chánh Thị Quan Âm. Lập thế kinh ban bố ân sanh, nay ấn tống phổ môn danh hiệu, như bổn tọa đây công hạnh nơi trần thế, đức Thế Tôn thường thuyết phổ môn, kinh phổ môn cứu độ muôn nhà, niệm danh hiệu Quan Âm đại sĩ. Lập công bồi đức đề danh, mừng cho người dương thế tâm thành đã phát tâm. Kinh vàng ân tống thi ân muôn nhà, chúng hưởng phước ta lưu đề danh. Thời kỳ mạt pháp tu hành, thi qua lời kể chân kinh cao dòi, phổ môn danh hiệu đề đời, khen người đạo đức lập rồi phước duyên. Họ Hồ tên gọi Hoàng Dân Thị Lan, họ Nguyễn thành tâm nguyện cầu, họ Trần Thị Cẩm Niêu danh, Ngọc Minh Hương tánh tờ phát tâm lợi vàng. Kinh này ban khắp trần gian, nghe câu xưng niệm phát tâm tu hiền. Ngày nay con mẹ chí ở thành, tên vàng lưu tặng muôn phương tu hiền. Nghe kinh dạy chớ tình thời, lời vàng để lại trần hoàng tu tâm. Tên rằng diệu pháp liên qua phổ môn phẩm nọ thành tâm lưu. Ngài đại hải chính ngài Quan Âm, người gần đi khắp nhân sanh, vì câu niệm phát tâm tu hiền. Quan Âm cứu độ muôn nhà, Quan Âm Bồ Tát hiện thời kim thân. Ngày xưa nam tử ta danh ngơ, cũng vì sinh chúng hiện thân trần miền. Quá duyên tỳ độ chúng sanh, ai cần xưng tùng lưu danh muôn đời. Cõi nào muốn bậc tể dương, tức là thì hiện tể ở dương coi đời. Như muốn hiện thần nông quá độ, hiện thần nông vì đốt giảng kinh. Cõi nào muốn bậc tể quan, hiện tể quan đến giảng kinh cho đời. Cõi muốn quyển tỳ xa môn độ, hiện thân này vì đó giảng kinh. Cõi nào muốn hiện đồng nam, đồng nam thì hiện giảng kinh lưu truyền. Như chi
nữ hiện thân này vì đó vàng kinh. Tâm thanh hòa quyển chân kinh, hiện thân thiết pháp chúng sinh thoát nàng. Nay khắp chốn trần hoàng xưng tụng công đức ngài Bồ Tát Quan Âm. Kỳ yên đấu ấy năm lập đàn cầu nguyện Quan Âm hộ phù. Thương chúng sinh trong thời ô trược Phổ Môn kinh tụng đệ dành. Có Bồ Tát là vô tận y, từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai. Kính thành trịch áo bài vai, hướng về Đức Phật chắp tay bạch rằng: bạch Đức Phật Quan Âm Bồ Tát, nhân duyên về tên đặt Quan Âm. Phật này hỏi gã thiện nam, nếu như muôn ức trăm ngàn chúng sinh bị khổ não điêu linh tai ách, niệm Quan Âm Bồ Tát thoát nạn. Chúng sanh khắp chốn trần hoàng niệm danh Bồ Tát Phật ngài hiện ra. Gió đông đi biển chìm thuyền, niệm danh Bồ Tát sông tan hết liền. Tà ma quỷ báo khùng điên, niệm danh Bồ Tát mạnh liền hôn ngoan. Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Tội tổ ngọc trôi khảo tra, niệm danh Bồ Tát thả ra nhẹ nhàng. Quan Âm Bồ Tát cứu nàng, nay con của lão lập đàn cầu an. Cầu cho miễu ngọc tây ngũ hành tòa dị đồ an muôn nhà. Chúc cho ba tánh gần xa, nguyện ba mạc phát tu ra đạo màu. Mấy lời điểm đạo vừa xong, băm quẻ âm dương ta đã biết rõ. Kim ngư tinh giống là cá chép vàng ở trong ao sen. Trốn ai gia lai đau trần miền, nay gây nhiễu loạn nhân gian. Thường chung sinh nơi miền dương thế, phế cung chương ta thời di giá. Đảo dinh tiền trợ giúp văn khúc tinh quân. Gì? Nè, nàng ơi, bây giờ ta hỏi thật nàng, nàng là ai và vì sao vừa rồi nàng lại dẫn ta mà bỏ chạy nơi này? Nàng là ai, hãy nói thật cho ta được rồi. Đinh Lam, đến giờ phút này thiếp không còn dối dàng gì cả. Thiếp vốn thật là Truy Ngư thần nữ. Thiếp là vốn có vàng ở tận chốn gia trang nơi hồ thủy tạ. Chàng có nhớ lúc chàng ăn bát cơm đã cho thiếp dùng bát cơm của chàng đỡ vàng? Sao, nàng là Truy Ngư thần nữ à? Dạ phải. Ôi mơ lòng xót xa vô
ơi em với chàng cho bên nhau nguyện ghi khắc không hề lìa xa tình chàng kiếp không rời cho bao dòng dần đôi sao dời em vẫn nguyện một lòng bên ai bao năm mà với ai nghĩa tình thương xa em khắc ghi tâm chân yeah.
không mà nghe bao lời lòng ta quý chẳng tha. Đã nghe bao lời người phân hãy mau quay về nơi thiên cung bằng không e màn trời. Đúng, hãy xem ta. Tiên Như, Tiên Như dám cá gan nào loạn hồng trần ơi lên phàm người phàm, hãy nghe ta quay về cho lẹ, đừng đem mình phạm lương pháp quy, nếu không thì ta tha mạng, còn dùng tí tâm dạng. Nước tình ta dẫn dũng ta. Thôi các ngươi chớ lời khuyết vụ, hãy mau y cái rồi đừng chớ trách ta. Lực pháp viên minh bao nhiêu lời ta chẳng gì dung, hãy nghe ta về thọ tội thiên đình, quả kiếp thân người được sống ngàn năm. Dầu có thác là cho ta quyết chẳng quay về nơi thượng giới. Vậy ngươi đã cải thân của con cá chép vàng, này dây leo học trần làm khổ chung nhân dân, ta dâng lệnh ngọc hoàng thượng đế hạ học trần bắt ngươi trở lại như xưa. Được, giữa nơi đây số tài tài ai cao ai thấp. Được, thủ cách vàng bắt lấy Thiên Ngư. Hey. Ta quyết chẳng dung tha chư tướng. Ô bà ba. Hả? Phật ba. Hãy cho Thiên Ngư, giỏi cho Thiên Ngư. Dạ. Dám cả gan náo loạn hồng trần, tội lỗi này có thể dung tha, truyền ngũ lối đại lệnh. Dạ, dầu dập đầu giang sinh, xin anh thứ ta, thứ tha nàng một lần lầm lỗi. Bởi vô con giờ đây, nàng đành án dân. Xin ơn trên hai thứ tha, giúp cho ai gian con chung quê. Chốn Phật môn chẳng chịu đà tu niệm, vì đau lai trần thế làm não loạn nhân sanh, tội lỗi này sao thể thư dung. Dạ cô chờ đứng ngân thương tình dùng thứ tha dùng tội thắng, do cô đáp ơn chàng giờ phải định phong trọn nguyện ước. Dạ. Hãy lọc giải trả lại cho ta. Hả? Rồi ngươi sẽ trở thành người trần tục. Sao?
thế nào? Bà, bà có bằng lòng trả giải cho ta? Đình Lang ơi, Đình Lang ơi, bởi số trời cai nghiệt, quả thử thách lòng của trí như này. Không, Đình Lang ơi, nơi lột giải ca này thì chẳng khác nào mà tiếp phải giống ân. Không nàng, tôi thì xin vàng hãy nhận ở nơi em một lại đáp cả tâm lòng ân. Hỏi nào nàng có đâu cho lòng ta, ta đã yêu nàng chân thật, giờ đây phải đành cách biệt ly ta. Giữa ba sinh tình vàng đã duy dung, đôi là làm cho tiếp vui trong già. Xin giờ hãy thương con dài, Phật bà ơi, con đây cam chịu tất cả mọi việc là do con gây rối loạn, làm động đời chốn thiên cung, để bây giờ con phải chịu quan lời người phân. Con xin chấp nhận lời người. Không, nếu như nàng không có giải trả lại cho ta thì ta ẩn ngủ lôi đã tử. Dạ vâng, xin Phật bà hãy ngưng ngay ân linh, đừng ban ân ngủ lôi. Phụ vương ơi, xin phụ vương tha thứ lỗi cho con bất hiếu. Nè, Đình Lang ơi, tình ta kể từ nay đứt đoạn. Phật bà, con xin tuân lời người ban dạy, thà nguyện vẹn chữ chung tình cùng với Đình Lang. Con nguyện trả giải ca vàng chân lên Phật bà. Hay lắm. Con xin tuân lệnh. Nàng ta lòng tái đẹp
chàng ơi, thương chi một chi qua, mong sao tình đôi ta thi công dầm xót thương cho tình duyên. Nhìn thấy thấy ai đã tan trong lòng nàng ơi ơi, thấu chàng cho lòng ơi ơi, ai thấu được lòng ta đang nhối đau. Nàng hoàng hoài nhớ thương người thương ơi có ai. Cảm động trước tâm chân tình của người. Còn nữa, còn nữa. Vâng ba. Còn... Xin vâng ba rộng lòng thương xót. Chưa được. Còn một giải nữa hãy trả lại cho ta. Hay là muốn ta truyền ấn ngũ lôi đã tự. Tấm chân tình của Truy Ngư và Định Phong đã lỏng lòng trời. Ta lấy đức khiêu sinh với tấm lòng từ bi hỷ xả. Dũng tĩnh thị quá kiếp cho con. Kể từ nay con quá kiếp thành người, cùng Định Phong vẽn tình mãi trúc. Dạ, dạ con đội ơn, con đội ơn. Hai con luôn giữ tròn hạnh phúc, sống cuộc đời tự tại an nhiên. Hết kiếp này trở lại cung tiên, lo tu niệm đặng thành chánh hòa. Thôi Nam Hải cung ta đà di giá, chúc người trần phước thọ an khương. Trời ơi, tỉnh lại. Đình Lan ơi, cô ta đi. Hả? Đình Lan ơi, đôi chân của thiếp. Bảo mới kêu thiếp vậy. Đình Lan ơi, thiếp. Nè, Phật bà đã cho nàng trở lại làm người để cùng ta chung sống ở trần gian. Đình Lan, vạn tạ ơn Phật bà phán dạy, vạn tạ ơn người đã cho con trở lại kiếp người để vẹn cùng chúng thị với Đinh Phong công tử. Đội ơn, xin đội ơn Phật bà. Đình Lan, nay còn cho mừng muôn dân thái mừng dân lành luôn luôn ấm no, luôn sống trong giàu sang sung sướng, mừng muôn nhà hạnh phúc no, và mọi người hân hoan.